Ở đây cái vị trí nó rất đẹp đúng không? Đúng rồi, vị trí đẹp. Nhưng mà bây giờ chẳng làm được, chẳng biết chẳng làm được. Mấy cái view bên đây đẹp. Vô bài hô vậy? Vô môi á? Ờ. Nắm nến đây đi đâu hết rồi, sao dám que vậy? Mấy tay na ai? Anh đang trong bàn bài. Đó, anh tha khuyên ngay vô bài màu áo kìa nhỉ. Anh tha vô vô màu men. Hả? Hãy ba mơ mà. Nè, vô kẹo xanh à nè à lỡ anh ắt đắng hay xôi á nè à nè bán à nè ắt ắt đấy nè vô kẹo vô bài luôn anh ơi vô bài vô kẹo này chộp chộp chào mày nhau đây vô kẹo vô bài luôn vô bài vô về mà chứ nè ao trực nguyên cục phóng này ắt vô bài á nè ơ hai ơ kẹo ơi lại sao bay à na mua vô bay nè cho mui này chở na chạm lê đó đây đi này chở na ơ kẹo ơi ơ kẹo ơi anh tha ơ kẹo ơi nè thứ ăn vô ấy chứ anh đi tao có lại anh coi mà vừa ăn trong bàn nè vô ở dưới môi đó nè tua tay nơi nè men ăn có hỏi nè nè à nè vô tuốt đây ấy tuốt đây à chẳng tuốt đôi kia đấy chứ nào tuốt cả muối á và nâng hộp ăn ở đây ta là dê hộp cho muối
gió nó rụng. Cái này là ở đây là vách đá đồng voi. Mang dép cũng được nhưng mà gài cho nó dính cứng lại, đừng cho nó trợt. Mang dép gài dép lên tới. Để đó. Người ta mới gài đi chứ còn mở cái hoài hàng còn đi. Nè. Gài đó đi, gài đàng hoàng đó đi. Gài chắc lại. Mà mình chập năm điện thoại chập năm mà đầu có xấu không phải đầu vô đi đây nè, quay nè chập năm là đầu có xấu nghiến. Wow, sắp hết đi pin là thôi. Thấy cái xấu chưa? Đâu chập năm lại ra cái xấu luôn đó. Dạ. Gì con? Hỏi gì? Hỏi đường hỏi nhầm mình. Đi Hòn Đất hả? Còn xa lắm nha. Đi Hòn Đất còn xa. Không biết á. Tôi mới về, tôi xin nguyên cái khu này nè. À, tôi. Thế nào đẹp chứ, chỗ này nếu mà làm được cái cảnh mà đến cái mùa lúa chín á. Ở đây ở đây mùa lúa chín đẹp lắm ở dưới này nè. Ở đây cái vị trí nó rất đẹp đúng không? Đúng rồi, vị trí đẹp. Nhưng mà bây giờ chẳng làm được, chẳng làm được gì á. Để bỏ qua rồi đó. Anh đâu có làm gì đâu. Tuổi đó. Toàn là mì ăn liền không mà. Đâu có làm được cái gì đâu mà.
Tính định ở đây mấy ngày? Chỉ tuôn là chỉ có đây không? Còn nhiều lắm, nhưng mà tại vì